Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an, nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như là Shopee, Lazada, Tiki. Mồi nhử mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn với mức hoa hồng từ 12 đến 15% giá trị mỗi đơn hàng. Với mong muốn tìm kiếm thêm thu nhập, người phụ nữ này đã lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm công việc online. Sau khi nhận được việc làm tham gia theo dõi TikTok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần, các đối tượng dụ dỗ chị tham gia đầu tư đặt cược, các lệnh tài xỉu hoặc chẵn lẻ để được hưởng hoa hồng từ 30 đến 50% trên tổng số tiền đặt cược. Mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả lương cho tôi qua cái app Corona gì ấy. Xong đó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy. Xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app đấy ra. Xong đến lúc khoảng 3 ngày sau, bắt đầu mới là ý là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn. Thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn thì xong nó nghĩ ra nhiều nguyên do là do mình làm sai thao tác này, do mình làm kết nối sai tài khoản này. Nói chung là rất nhiều lý do để nó không trả lại tiền cho mình. Thì mình càng nạp vào thì nó sẽ biện ra nhiều lý do để cho mình không thể lấy được tiền ra như vậy. Thì xong đến lúc tôi không nạp nữa thì là nó mất hút đấy, không liên hệ được nữa đấy. Trên thực tế, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin sập bẫy của các đối tượng. Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức lợi nhuận lớn, nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền, thì các đối tượng lừa đảo chặn liên lạc, xóa tài khoản của bị hại. Đa phần là chúng thực hiện cái hành vi là đi mua hoặc là thuê những cái tài khoản ngân hàng để chúng sử dụng. Thế sau khi mà có tài khoản này thì bọn chúng sẽ yêu cầu những cái bị hại chuyển tiền trực tiếp vào cái tài khoản đó và để cho chúng thực hiện những cái lệnh chuyển tiền đến những cái tài khoản mà đích của các đối tượng đang sử dụng. Khi mà tham gia mua bán online thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng khuyến cáo tất cả những người dân là hãy cẩn thận trước những cái lời mời chào dụ dỗ của các đối tượng. Vụ việc nêu trên thì cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án. Thế thì trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh. Nếu xác định được người đã thực hiện hành vi phạm tội thì người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 của luật hình sự và có mức khung hình phạt là từ 6 tháng đến tù chung thân. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.